tivi đây. Hôm nay mình sẽ làm một bài 22 ha. Network log balancing. Cái bài lab này thì hướng dẫn mọi người ha, cách cấu hình cái công nghệ gọi là load balancing trên nền Windows Server 2019 ha. Nhằm mục đích hỗ trợ cơ chế cân bằng tải và khả năng chịu lỗi ha cho các dịch vụ trong hệ thống mạng. Cụ thể ở đây là mình sẽ làm về web server ha. Thì network load balancing thì là nó có hai cái chức năng chính ha, nghĩa là cân bằng tải và khả năng chịu lỗi. Thì ở đây mình ví dụ ha, đơn giản dễ hiểu. Ví dụ mình trong hệ thống này mình có con SV1 nè, nó chạy web server, IP là 211. Rồi con SV2 cũng chạy web server luôn ha, 212. Thì mình setup cái network load balancing này, mục đích là cân bằng tải ha, cho client truy cập. Có khi thì nó sẽ chạy trên server 1, có khi thì nó chạy trên server 2 ha. Rồi đồng thời cái tính năng chịu lỗi là khi một trong hai con server này chết thì web nó vẫn chạy bình thường ha mọi người. Đó, thì trong cái bài lab này mình sử dụng 3 máy. SV1 nè, web server 1. SV2 là web server 2 ha. Rồi con PC2 này là cái máy này client, để mình kiểm tra ha. Rồi. Bài lab cũng đơn giản ha mọi người. Hai server và một PC để test cái chức năng load balancing. Rồi giờ mình bắt đầu ha. Ba con. Giờ mình thu nhỏ xuống ha, mình mở Hyper-V lên. Rồi, mình sử dụng con SV1 ha. SV1. Rồi ghi vật nó một cái. Rồi, start lên luôn nha. Rồi. Tiếp theo mình sử dụng con SV2. Rồi, reward nó một cái. Rồi, start lên luôn. Rồi, tiếp theo mình sử dụng con PC2 ha. PC2. Reward nó lại một cái. Rồi, start lên. Rồi. Mình mở cái nốt lên nha. Rồi, bài thực hành bao gồm các bước. 1. Cài đặt web server ha. Cho SV1, SV2. Rồi, giờ mình sẽ mở con SV1 lên trước nha, theo thứ tự ha mọi người. Rồi, tiến hành log on. Rồi, chờ chút ha. Con kia chạy xong chưa đây? Rồi, xong hết rồi. Log on. Rồi, đi cài web server nha mọi người. Vào add-on and feature. Rồi. Before you begin tới ha. Chọn run by. Rồi, đúng IP ha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ chọn web server ha. Rồi, add feature luôn. Net. Net luôn ha. Rồi install.
Rồi mọi người chờ chút xíu ha, cho nó đi cài cái IIS web server. Rồi xong ha mọi người. Close. Giờ mình kiểm tra coi nó cài xong chưa ha. Rồi, mình gõ 192.168.254.211 ha. Còn SV1 ha, 211. Rồi enter ha. Rồi. Rồi xong ha mọi người, mình đã cài xong cái web server cho SV1 ha. Rồi mình tạm thời mình sẽ thu nhỏ lại. Rồi, tiếp theo mình bật cái SV2 lên ha. Rồi, log on. Rồi, tương tự ha, đi cài web server cho SV2. Rồi tương tự manage ha. Sorry, bấm lộn add drone ha. Net tới luôn, net tới web server. Rồi net tới ha mọi người. Rồi install. Rồi cài đặt thành công ha, chặn luôn. Rồi chúng ta kiểm tra web server luôn ha. Rồi IP là 22 ha, 192.168.254.211 hai. Rồi, ok ha mọi người, thành công ha. Rồi, bước tiếp theo. Bước số 2 ha. Mình sẽ đi cài đặt Network Log Balancing. Cài đặt Network Log Balancing. Đây. Giờ mình sẽ cài trên con SV1 trước ha. Rồi đóng cái này lại luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn manage ha, chọn add role và feature. Rồi nét tới ha. Rồi nét tới luôn. Rồi ở đây mình không có chọn role ha, đây mình chọn feature. Cái Network Log Balancing này nó là một cái feature ha. Rồi chúng ta đi kiếm cái Network Log Balancing. Đây.
Rồi, net ha. Network log balancing. Rồi, net. Rồi, install. Rồi, mình làm chậm chậm ha, từng bước ha mọi người. Theo dõi cho nó dễ ha. Rồi, close hết ra ha mọi người. Rồi, tiếp theo chúng ta qua bên SP2 ha. Thì cũng tương tự. Manage Add-on Feature Net tới luôn ha. Rồi, chọn Feature, kéo xuống. Kiếm cái Network Load Balancing. Đâu chạy. Đây. Rồi, Net ha. Install. Rồi, lâu thoát ra ha mọi người. Rồi, vậy là mình đã cài xong cái Network Load Balancing ha. Giờ mình sẽ đi cấu hình Network Load Balancing. Rồi, cấu hình ha mọi người. Cấu hình Network Load Balancing Cluster. Sorry, mình bị thiếu. Rồi. Mình quay lại cấu hình trên SP1 ha. Rồi, Boom Tool. Chọn Network Load Balancing Manager ha. Rồi, cũng to lên. Trong cửa sổ Network Load Balancing Manager. Chưa có gì hết ha mọi người. Rồi, phải chuột, chọn New Cluster. Rồi, trong cái sổ New Cluster ha, chúng ta nhập IP của con SV1 192.168.254.211. Rồi, kiểm tra đúng ha. Connect. Rồi, chọn Next. Rồi, trong cửa sổ New Cluster Host Parameter ha, chúng ta chọn Next luôn. Rồi, tiếp theo, cửa sổ Cluster IP Address. Chúng ta chọn S ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhập cái IP, Virtual IP nè. Cái IP sẽ đại diện cho hai cái SP1 và SP2 ha. 192.168.254.200. Rồi, ba con 255 luôn ha. Rồi, coi như là địa chỉ là 200 ha mọi người. Cho đẹp. Ok. Rồi, nét tới. Rồi, trong cửa sổ Cluster Parameter ha, chúng ta nhập vào Full Internet Name ha, Wi-Fi web vào .vn. Rồi, ở đây chúng ta chọn là Multicast ha mọi người. Rồi, chọn Net ha. Rồi, trong cửa sổ New Cluster Board Pro, chúng ta chọn là Edit ha.
Rồi. Trong cửa sổ Add Edit Pro, chúng ta nhập vào bọt 80 ha, bọt của web server 8080. Rồi, chúng ta ok luôn ha. Rồi, finish. Rồi chúng ta kiểm tra tạo cluster thành công ha. Đây. SV1 ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái SV2 vào. Rồi. Phải chuột vào cái vietcloud.vn ha, IP 200 á, chúng ta chọn new ha, phải chuột chọn adhost to cluster. Rồi, đây chúng ta nhập IP của SV2 ha, 192.168.254.212. Rồi, kiểm tra đúng ha mọi người. Connect. Ok ha, net. Rồi. Chọn nét tới ha. Rồi trong cửa sổ adhost to cluster bot rule ha, chúng ta chọn finish. Rồi chúng ta chọn tới ha. Rồi chúng ta chờ xíu cho nó refresh lại ha. Rồi thành công ha mọi người, xanh rồi đó hai con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra IP ha, CMD nè, nếu mà đúng là phải có thêm một cái địa chỉ là 192.168.254.200 ha, IP config đây, SV1 ha, IP.211. Rồi bây giờ sẽ có thêm một cái địa chỉ virtual IP nè, 192.168.254.200. Rồi tương tự chúng ta qua SV2 ha, kiểm tra IP config. Rồi SV2 cũng có 192.168.254.200 ha. Rồi vậy là mình đã cấu hình Network Load Balancing Cluster xong ha. Bước cuối cùng, bước 4, kiểm tra kết quả ha mọi người. Mình làm bước là từ từ. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở cái máy PC2 lên, kiểm tra kết quả. Rồi, từ máy PC2 ha, mình sẽ truy cập web bằng cái địa chỉ 200 ha mọi người. Đây, 192.168.254.200 ha. Nhớ nha, 200 nha. Enter. Rồi, truy cập thành công ha. Bây giờ mình cũng không biết nó chạy trên SV1 và SV2 nữa ha. Đó là cái cơ chế Network Load Balancing Cluster. Đây là chức năng cân bằng tải ha. Thì có thể mình sử dụng cái máy này mình truy cập thì có thể là chạy trên máy SV1, rồi mình dùng thêm một cái client nữa thì có thể nó chạy trên SV2 ha. Rồi cũng có khi nó chạy trên SV1. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái tính năng gọi là chịu lỗi ha. Thì như đầu bài lab mình nói rồi đó, có hai chức năng chính. Nhất là cân bằng tải ha, mình vừa test xong rồi ha. Rồi chức năng thứ hai là khả năng chịu lỗi, nghĩa là một trong hai con server á, mà bị chết ha, gọi là bị hư á, hư vật lý luôn đi, thì
nó vẫn hoạt động bình thường ha. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ giả lập con SV1 nè, chết nha. Rồi shut down nó luôn nha, shut down. Rồi ok. Rồi chết cái SV1 ha mọi người. Rồi chúng ta mở con BC1 lên kiểm tra ha. 192.168. Từ mình gọi lại ha. 192.168.254.200 nha. Ok. Web vẫn hoạt động bình thường ha mọi người. Đây là chức năng, là cái khả năng chịu lỗi ha. Đó, một con server chết nè, vẫn còn một con ha. Đây là khả năng chịu lỗi. Rồi, mình đã kết thúc bài lab tại đây nha. Hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo ha. Rồi, xin chào mọi người nha.